Cô giáo tên gì? Cô giáo mày tên gì? Đâu biết được. Cô giáo tao tên là Hoa. Xe mô tô à? Xe mô tô ấy. Tô, chịu tiền. Lấy tiền để em mua đấy. Lấy tiền để em mua. Hả? Lấy tiền để em mua tô. Tô, tô à? Tao cũng thế. Tao bán mô tô, tao đi mua ô tô. Mua không thấy đi xem điện. Thế á? Ừ. Gặp quán. Không thấy Hùng Bi ở đâu ấy. Bia gì? Đâu à? Ừ, vâng. Chơi đâu về? Lượn. Đi lượn. Đi ăn lượn, đi làm. Ngoài là đi làm cá. Hả? Đi cá. Đi đâu? Đi cá. À, đi cá. Di Vi Ngọc à? Di Vi Ngọc à? Mấy tuổi à? Mày mấy tuổi? Gì à? Ừ? Mấy tuổi? Khoan, con đâu tuổi rồi. À, thì ta lại hơn 6 tuổi. Mày kém tao 1 tuổi. Mày phải gọi tao bằng chú. Em gọi anh là anh. Mày kém tao 1 tuổi mà gọi tao bằng anh. Thế? Kém tao 1 tuổi mà gọi tao bằng chú. Ai à? Chắc chê à? Ơi nhỉ? Chắc chê là con Ly. Ly bỏ xe gọn vào cho người ta vào. Nhưng tao có vào đây đâu mà bỏ bỏ. Nhỡ đâu. Đấy mà. Nhưng tao về nhà người ta đi. Thì thích chưa? Mắc phì. Gà chọi mà được. Ai gà chọi mau ca nướng. Gà chọi mau ca nướng. Mắc phì luôn. Quay cái mông phao câu đâu. Úi dồi ôi. Mắc phì. Này chắc chó không ăn được. Chỉ có em ăn được thôi. Mày thì ăn hơn chó rồi. Ăn như thế. Từ từ tao còn phải dã tiết. Gà đây mà không có tiết thì à, đặt vào đây. Ừ. Em vác lên đi. Em vác. Đi đi. À, bỏ ra, tao vác cho. Ừ. Cho em cái cu. Mày ăn hết. Mày tất. Ra đi ăn anh ơi. Ui, à, cho em cái chân. Thôi, tao cho mày cả đôi chân này về tí đeo vào cổ ở nhà mà triển lãm nhá. Đấy, nhìn con tư chân này đẹp. Chân ra đỉnh cao chả đẹp. Chắc quá. Ôi, em. Ôi, em. Nóng quá. Em. Mày cứ bình tĩnh đây, tao cho mày cái này. Ngọt nè. Hơi sống hay sao này? Không được gì đâu. Đâu thế? Đâu thế? Dài lắm. Ui, mời các bạn nhá. Những này có vẻ ngon hơn ở ngoài siêu thị nhỉ? Siêu thị em ra gì? Ui, ngon lắm. Mời tất cả nhà nhá. Dài à? Dài em, ăn cho em một nửa thôi. Cứ gặm đi, ăn chặt đi, đây. Quả chân này đẹp không? Để lại cho quả chân đẹp không? Mèo hay cái gì? Kệ nó. Làm chơi gì đấy á? Cứng khều luôn. Ai à? Cứng như ăn chó được rồi. Ai à? Ai à? Ừ. Dạ trở nó mấy người. Cho mày. Tao già. Đồ ăn thì to anh rồi. Ngon không? Gà tao nuôi bao lâu rồi tao phải yểm đấy. Thế anh chả câu đánh mới gọi là. Gà mày đánh được tao gà tao thịt mày thịt thôi. Em có một con gà và cho trần xanh đánh kinh lắm. Thế thì bảo là anh rảnh mới gậy em. Là em tiến kỳ lắm rồi. Cả anh thì nói chung là anh chỉ ăn thịt thôi, phục vụ anh em mình thôi.
Mày ăn đi, ăn nhiều à? Còn ngon quá. Mày có công lớn á. Cứ ăn đi. Em công lớn á, em quay á. Ừ. Nuôi con này chắc lâu à? Anh nuôi con này lâu á? Hả? 1 năm à? Ừ. Ấy bằng tuổi gạo em. Bằng tuổi á? Thế không biết thịt gà mày nó tí là ta. Ví gà anh chỉ thịt rồi. Gà em mới kiến à? Ừ, chín. Gà em kiến em không biết thịt đâu. Giòn. Giòn quá. Nó là đỏ chín hả? Dài lắm. Dài quá. À, ngắn cửa. Ngắn cửa. Mắt gà này. Gà nuôi gì? Mắt gà thế. Ngọt mà lại còn dai. Ừ. Lần sau nuôi gà công nghiệp ăn cho dễ ăn nhé. Thế cơ anh mà. Đó ớ, ừ. Sao anh nuôi gà công nghiệp nó ăn? Không, ăn gà trộn ngon. Khó ăn nhưng mà ngon. Ừ, thấy chân nó đẹp không? Hai hàm phải trơn nhá. Trơn cái này cũng đẹp, cũng bằng gần bằng em. Đúng rồi, anh bắt đó. Em sẽ bằng con đào của em. Nó cắm bắt đây rồi, mỏng sắc cực này. Đấy, cho về đeo vào cổ ạ. Làm kỷ niệm. Hôm nay còn mấy con gà? Còn 2 con. Điều mẹ tao xuống bắt tao thấy 3 con, 4 con. Hả? À đâu lúc trước ta xuống ta xem thấy 3-4 con. Cả gà mái mấy chục con, à 4-5 con nữa. Là còn mấy chục con. Thì cho nó lấy giống nó để hết cả con nhiều. Ừ. Vào đang thịt không đen. Mày không nào tao thịt mất. Hả? Gà mấy kìa. Anh thịt của em á, em đánh bẫy á, anh vào cầm một gà á. Bẫy sập của em sập anh luôn. Thằng chó là người gà dài thế. Anh ấy cho bỏ anh à? Ừ, gà anh mua lại. Lại à, không được, nuôi gà này không được. Gà thì nó vào tóm sờ cái là chạy theo luôn. Thế nó mới quen chủ. Quen chủ. Tao tiếc lắm đấy chứ, nhưng mà thường nó đói. Mày ăn thấy thường. Gà đi ăn cỗ rồi nghe. Ơi, 4 giờ chiều không về. Thế mày chả mang bù bái cho mình nhỉ? Phần bù bái ai? Mày nói bù bái ai biết là cái gì? À, cái bù bái là cái gì? Là phần. Ừ, tôi vừa các bạn. Nó gọi là... Tao quên cho mời khán giả. Mời các bạn nha. Mời rồi. Anh ơi, nhìn da nó nè. Dài đôi rồi ạ. Ngon không? Ngon. Vâng, ai may thì tiếp cho bạn nhé. Em cho anh nhớ một con, anh quảng cáo đấy mà. Anh đây. Anh nuôi nhà khác. Anh nuôi nhà. Có thằng khác nuôi hộ anh cơ. Ngu nhỉ. Nuôi. Ngu như chó. Thằng đấy đang nào em lừa nó nuôi hộ em rồi. Nó không phải lừa đâu. Nó đang nuôi hộ mày rồi. À nó nuôi hộ anh nhiều. Thằng nào? Thỉnh thoảng anh em mình hết mồi là đấy. Thằng của cháu mà. Ờ. Thằng ngu. Ngu nhỉ. Ừ. Ngu. Không nào, không nào em anh cho em lên nhà nó em chiều nó bác. Ừ. Em rửa nó người xương gà của em. Không phải lên nhà nó đâu, nó ở nhà mày mà. Hả? Ừ. Nó ở nhà nhà á? Nó ở gần đấy. Quên. Nó nhà ai? Không phải là... Nó nhà em đây là ai ngồi gạch cậu. Ngay cạnh nhà mình luôn. Ừ, nhà mình luôn. Cái gì? Ngay cạnh nhà mình luôn. Ờ. Nó chừng rượu à? Tao... À chắc là có 1-2 con. Ôi. Nó nhỏ lắm. Tao phải giấu tên nó chứ không mày bắt trộm hết. Tiền tiền mà bắt trộm. Gà trọi ngon thôi. Em đây gà trọi mà chỉ bắt trộm. Gà rồi anh cũng ạ. Cứng vãi trưởng này. Đây gà lại này. Ngon à. Gà không được dai nhưng mà ngon lắm. Giòn. Không được hủy. Ăn nhai như kiểu cao su ấy. Thịt nó chắc. Đấy. Ngon nhỉ?
Mày nghĩ món gì chế biến rồi mai tao bắt cho con nữa. À mai tao thịt sẵn đâu. Chỉ khứa này thôi em. Cả nơi mà đi đánh nhau thì chắc đấy nhỉ. Mày bắt chua con của em. Con là mày đánh với cả của em. Con của mày chết ngay. Con của mày chắc đi rồi. Đi rồi. Phải nó em. Bỏ đi rồi. Bỏ đi rồi em khóa ra ngoài. Khóa? Tao có thấy khóa đâu. Anh chưa làm mà biết. Vừa xuống này, à vừa xuống hôm qua ấy. Khóa cứt được. Hôm nay em mới khóa. Tao chả thấy khóa gì. Mày về nhốt ga vì khóa cứ cẩn thận nào, đánh bẫy cẩn thận nào, như thế trộm hết đấy. Trộm đâu em, chó nhà em hăng lắm. Ui, tha tao không trộm luôn cả hai con chó nhà mày. Anh trộm gì mà tha? Tao thích tao trộm luôn cả chó nhà mày. Chó nhà mày xuống tao nó thành chủ rồi. Ăn chỗ này là ngon không? Mày cứ nghĩ món thì tao nhiều lắm. Nhiều gà. Còn 4-5 con gà trống to với lại bao nhiêu một đàn gà mái. Biết thì em bảo anh làm món con này là món xào xào ớt. Mái có nhớ ớt mày không? Nhớ hết. Còn một con nữa già hơn. Nhưng mà tao bắt không được. Tao phải bắt con trong chuồng. Anh chốt đấy anh dạ giữ cho nó đánh nhau á. Ơ nhỉ, ngu nhỉ. Quên, thế mày không nhắc cả xuống. Em biết được là anh đi. Con già kia ăn chắc xào xào ướt ngon. Tao rùa nó mấy vòng trong cái chuồng to mà. Con gà nào? Con gà của thằng kia. À, dài hả con nhỉ? Dài à? Dài lắm. Dài nữa chưa. Ui, này, trống chết tao. Hai anh em mình ăn lao hết được con gà. Con bà cân đi nhỉ? Tuyệt vời rồi. Con này 10 cân. Con này 3 cân chắc 3 cân. Phí thế, thế bằng chạm gà em thì đánh mấy gà em. Cho khánh gà xem. Tuyệt vời không ạ? Gà trọi, đỉnh cao đấy. Nhìn trần. Dài lắm các bạn. Ôi, trần đẹp không? Hai em phải trơn nhá. Con này được cái ngoan. Tao vào cái chưa cần đấy, không phải chạy. Như cái con gà đạp mái của mày bắt mãi không được. Cái con cứ chạy khó bắt thở. Gà gì? Tao bảo con gà đạp mái khó bắt hơn. Con gà đạp mái của anh nó. Anh bảo bắt trộm gà em nó. Điền, tao bảo rồi bắt trộm gà mày. Gà mày để sao để anh bảo đánh. Là gà bắt gà đạp mái của em mãi không được. Thì hôm trước tao chạm xuống tao bắt thử con gà mày quảng cáo để đạp mái. Bắt mãi con bắt được nó đâu. Con này có quen người đâu. Con này nó còn đánh cái gì em á. Chấm hôm trước tao bảo nó không đánh nhỉ, nó chạy cong cần, hấp chuồng. Đánh á. Ăn thì nơi bao giờ mình chết ra nhỉ. Dài quá. Ngon. Gà sao sao ớt đi. Mày biết gà này ai nuôi không? Ai chùa. Gà chùa. Anh đừng có nói phét nha. Gà chùa á thật. Sư Tây á, người ta không đánh gà đâu mà nuôi gà trọi. Nhưng mà đối với anh nó là gà chùa. Gà chùa thì ngon. Đừng có nói phét. Chùa không bao giờ nuôi gà trọi thì trọi. Thì mày không phải là gà chùa nhưng mà với anh nó là gà chùa. Phải không? Gà của chùa, của nhà của chùa thì ngon. Mày ăn chắc là hơi chùa ấy. Chùa ăn chẳng ngon, ăn đồ chay ăn. Ăn cơm với cả củ quả. Ăn trái cái gì. Mày ăn thì nó hơi chua nhưng mà anh ăn thì ngon. Ngon. Mày có thấy chua không? Không. Không à? Ngon nhỉ. Dài quá, em ăn ra. Cái địa điểm khó uống ấy. Nhưng mà cái thịt gà ngon. Bọc gà. Cho em ăn cái đấy à? Nào, chào đi, mày giữ cho. Hôm nay mày muốn ăn cái gì thì cho mày ăn cái đấy. Nhớ đấy. Tao không bao giờ với ảnh của mày làm gì. Ở nhà chồng được ăn cho thế. Em ăn đi. Sao mai kia con gà của em mà nó mất thua trận em thịt cho mà ăn. Chưa đánh đâu thua. Con gà ba con của em ấy. Tía chân xanh ngon lắm. Con này chân. Đây là chân đen này. Đây chân đen mà. Chân đen. Mày xanh. Gần xanh xanh.
cái chân giống gà em phết, nhìn gần giống. Con gà nào chả giống con gà nào, chân gà con nào chả giống nhau. Giống à? Chân đẹp thế. Ngon. Càng đẹp càng ngon. Đẹp. Độ này, hàng độ. Không nổi. Ôi dồi. Nhưng mày thịt rồi còn đòi nổi. Đã chẳng lẽ tao lại gọi người xuống thịt chăm thịt ra hàng nổi. Thế là gọi đẹp, em thịt cho. Sợ mình tiếc không thịt thôi. Chưa ký, chả của anh cho em ăn đi, chưa ký. Thế đẹp mà tiếc mà không thịt, mày lại bắt về. Ê, bắt về nhỉ em. Bắt về mỹ, chả của anh ấy. Thế bảo mày tiếc mày không thịt mày lại bắt mất của anh. Ủa dài. Dài quá. Ui, tôi hết được vỏ. Dài với trường này. Còn no mất rồi. Ăn vẫn được cái đùi. Mày ăn đi, không phải tiếc đâu, ăn đi. Tiếc gì? Em kiểm. Tí nữa anh xỉu. À, tí nữa cái này. Tí nữa. Dài. Cắt vào tủ nhé. Xong rồi, chiều em ăn tiếp. Ngon lắm. À, tao vẫn để lại hai cái mỏ này. Tí nữa tao cho mà về mà bịt mỏ. Mỏ gì? Mỏ con này này. Lấy được có nửa con. Ngọt quá. Ngọt. Thôi. Không ăn hết tí nữa, cầm về cho mẹ ăn nữa. Chả gì cũng đấy. Có công. Công gì? Ở cạnh mẹ quá. Em phải bằng lông à? Ừ. Mẹ mày chỉ cho. Sao em không thấy? À, mày lúc đấy mày đang ngủ ấy. Tao cũng ngắn. Tao không dám ăn, ăn nhiều tao thấy tội lỗi. Tao không phải ngớ mà. Dài no quá. Ăn nhiều thấy tội lỗi lắm. Ăn cũng được mày tội lỗi. Mày ăn chê á? Chê ngon bổ sư em chê. Nhưng mà no. No cũng nhìn nữa kìa. Cái giờ đói lúc nãy có phát hết cả con này nhỉ. Làm xong lại hết đói nữa. Nãy thì đói run chân. Lúc nãy em đã đói à, nhưng mà ăn ở cái đùi to của ăn rồi. Còn mẹ ác ấy. Thằng ngon nhỉ. Thằng già nữa đó. Hỏi mấy chuột nhỉ. Sao cho em ăn nữa nhỉ. Mai cho lại bắt con trống như xa cả ớt rồi. Xa cả ớt nha. Ừ. Con đấy á, già rồi. À, đánh mấy gà em không? Cuộc cổ nó phải bắt đi. Già thế thì đánh mấy gà trống đúc em không? Đánh sợ nó hòa mày hiểu không? Hòa khỉ. Tay hòa em đánh cảnh chết luôn. Không, tao chắc chắn mày là hàng gà hòa. Hòa được. Hòa. Con đánh với nhau nó chả hòa. Anh mà con rộng đấy. Cái gì? Tao nhiều loại lắm. Ý mày bảo là mặc quần trượt cho máu lên não nhanh á? Mày hôm nay mày về mày thấy máu mày lên não nhanh. Máu lên não nhanh. Máu dồn lên não nhanh. Sốc quá. Sốc não. Kẹo ăn gì ra? À. Ê, từ từ tao cắt cho hai cái chân. Đây. Cho hai cái chân về mà kỷ niệm nhé. Dài như kiểu. Em về em cho gà ăn quá đã, từ sáng nằm ở nhà em chả cho gà ăn. Đây, cầm đấy, về đọ gà mày nhá. Đây, cầm con gà này á, gà em đánh chết ngay. Chết ngay. Thế? Từ, chào khán giả mới về chứ. Từ tao làm nốt miếng da này. Ôi, tí nữa em... Ui. Em đi về cho gà ăn á. Ui, về à? Vâng. Tôi về thì tao ăn nốt miếng da. Gà em đang đói. Ra cả trọi. Ui mày ăn phí thế này. Tiếc à?